Hội thứ 8, phần Na Già thất lợi. Tôi nghe như vậy, một thuở Đức Bà Già Phạm ở trong vườn Cốc Cô Độc, rừng Thệ Đa, thành Thất La Phiền vì các đại chúng mà tuyên dương chánh pháp. Bấy giờ trời vừa hừng sáng, Đại Bồ Tát Diệu Cát Tường mạn thủ thất lợi, đắp y mang bát, sắp vào thành Thất La Phiền, thì gặp Bồ Tát Long Cát Tường, Na Già thất lợi, hỏi, tôn giả đi đâu thế? Diệu Cát Tường đáp, tôi muốn vào thành Thất La Phiệt để tuần hành khất thực vì muốn làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh, vì thương xót khắp chúng sanh ở thế gian, vì lợi ích an vui cho trời người. Long Cát Tường hỏi, vậy à, nhưng tôn giả với tưởng ăn vẫn chưa phá được sao? Diệu Cát Tường đáp, đối với tưởng ăn tôi còn chẳng thấy có thì biết phá cái gì? Vì sao? Vì bản tánh các pháp đều không vắng lặng giống như hư không, không hại không dứt, thì tôi phá được sao? Chư thiên ma vương phạm thiên thế gian sa môn bà la môn cũng chẳng phá được. Vì sao vậy? Vì tự tánh của các pháp đồng với hư không, rốt ráo không chẳng ai có thể làm cho dao động, không thể phá được. Lại nữa, tất cả pháp như hư không, không có trời ma vương phạm thiên sa môn đại hữu tình nào có thể nhiếp thọ được. Vì sao? Vì tánh của tất cả pháp viễn ly nên chẳng thể nhiếp thọ. Long Cát Tường hỏi, nếu đúng như lời tôn giả nói thì tại sao Bồ Tát cùng ma đấu tranh? Diệu Cát Tường đáp, Bồ Tát chưa từng đánh trống lớn chiến tranh với ma quân, lúc ấy Bồ Tát cũng chẳng thấy có một chút pháp chân thật để nương vào định. Vì sao? Vì Bồ Tát thấy ma tuy đánh trống nhưng không sợ hãi, ví như nhà huyễn thuật, huyễn tạo ra kẻ oán địch dù làm chuyện rối loạn náo hại xong chẳng ai kinh sợ. Cũng vậy, Bồ Tát biết tánh của các pháp là không, đều như huyễn nên không sợ hãi. Nếu Bồ Tát nào có sợ hãi thì không có trời người cúng dường, nhưng các Bồ Tát hiểu rõ không nên không có sợ hãi, chịu làm ruộng phước chân tịnh cho tất cả. Long Cát Tường hỏi, có ai chứng được Bồ Đề chăng? Diệu Cát Tường đáp, cũng có. Long Cát Tường hỏi, ai là người chứng được? Diệu Cát Tường đáp, nếu thiết lập ngôn ngữ mà không chấp danh tánh thì đó là người chứng được. Long Cát Tường hỏi, vậy người kia chứng như thế nào? Diệu Cát Tường đáp, vì ấy tâm không sanh, chẳng niệm Bồ Đề và tòa Bồ Đề, cũng chẳng thương nhớ tất cả hữu tình, dùng tâm vô biểu, tâm vô kiến mà chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Long Cát Tường hỏi, nếu vậy tôn giả dùng những tâm nào để được Bồ Đề? Diệu Cát Tường đáp, tôi không thấy mình hướng đến, cũng chẳng thấy có chỗ hướng đến, đều không nơi học. Chẳng có tôi đời sau tới cổ Bồ Đề ngồi tòa kim cương, chứng đại Bồ Đề, chuyển bánh xe, diệu pháp, cứu vớt sanh tử. Vì sao? Vì các pháp không động, không thể phá hoại, không thể thu nhiếp, rốt ráo không vắng lặng. Tôi đem những tâm chẳng hư tới như thế để được Bồ Đề. Long Cát Tường nói, những điều tôn giả đã nói đều nêu vào thắng nghĩa, khiến cho các hữu tình tin hiểu pháp này giải thoát phiền não. Nếu các hữu tình được giải thoát phiền não thì phá được hết thảy võng lưới ma. Diệu Cát Tường nói, võng lưới của ma chẳng thể phá hoại. Vì sao? Vì khái niệm ma chẳng khác Bồ Đề. Vì sao? Vì tánh của ma và ma quân đều chẳng có, đều bất khả đắc. Cho nên tôi nói khái niệm ma ấy chẳng khác Bồ Đề. Long Cát Tường hỏi, sao gọi là Bồ Đề? Diệu Cát Tường đáp, Bồ Đề ấy biến khắp trong tất cả các pháp thời xứ, ví như hư không, không có gì ngăn ngại đối với pháp thời xứ, không có chỗ nào mà không trụ. Bồ Đề cũng thế, vì không ngăn ngại nên biến khắp ở trong tất cả pháp thời xứ. Bồ Đề như thế rất là vô thượng, nay ngài muốn chứng Bồ Đề bậc nào? Long Cát Tường nói, muốn chứng vô thượng. Diệu Cát Tường nói, này ngài chứng pháp vô thượng Bồ Đề là chẳng thể chứng, ngài muốn chứng pháp ấy tức là hành hí luận. Vì sao? Vì vô thượng Bồ Đề lìa tướng tịch diệt, vậy ngài muốn trở thành người giữ lấy sự hí luận. Ví như có người nói như vậy, tôi khiến huyễn sĩ ngồi tòa Bồ Đề chứng huyễn vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, lời nói như thế quá ư thành hí luận, vì các huyễn sĩ còn bất khả đắc, huống nữa là khiến cho chứng được huyễn đại Bồ Đề. Huyễn đối với pháp huyễn chẳng hợp chẳng tan, không lấy không bỏ, tự tánh đều không. Chư Phật Thế Tôn nói tất cả pháp chẳng thể phân biệt, đều như huyễn mộng. Nay ngài muốn chứng vô thượng Bồ Đề há chẳng phải thành người phân biệt huyễn pháp. Nhưng tất cả pháp đều chẳng thể lấy cũng chẳng thể bỏ, không thành không hoại. Chẳng phải pháp đối với pháp có tạo tác và có diệt hoại. Không có pháp nào đối với pháp nào mà có hòa hiệp có chia lìa. Vì sao? Vì tất cả pháp
chẳng hợp chẳng tam tự tánh đều không, lìa ngã ngã dở, đồng cõi hư không, không nói không chỉ, không khen không chê, không cao không thấp, không tổn không ích, chẳng thể tưởng tượng, chẳng thể hí luận, bản tánh hư tịch đều rốt ráo không, như huyễn như mộng, vô đối vô tỷ, sao có thể khởi tâm phân biệt nó được. Lòng Cát Tường nói: Hay thay thưa tôn giả, này do đề nhất định tôi được bồ đề. Vì sao? Vì nhờ ngài đã nói pháp sâu xa cho tôi. Diệu Cát Tường nói: Này tôi chưa từng vì ngài mà tuyên nói pháp gì, hoặc hiển hoặc mật, hoặc sâu hoặc cạn, thì làm sao khiến ngài được bồ đề? Vì sao? Vì tự tánh các pháp đều chẳng thể nói. Ngài bảo tôi nói pháp thậm thâm ấy, tức là hành hí luận, nhưng tôi thật chẳng phải kẻ thường nói pháp. Tự tánh các pháp cũng chẳng thể nói, như có người cho rằng ta có khả năng biện thuyết về tướng thức của huyễn sĩ, nghĩa là nói các tướng thức của huyễn sĩ sai khác như thế như thế. Do nói như vậy mà người ấy hại lời nói chân thật của mình. Vì sao? Vì kẻ huyễn sĩ ấy còn chẳng có thức, huống nữa là có tướng thức. Nay ngài cho rằng tôi nói pháp sâu xa khiến cho ngài chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề, cũng lại như thế, vì tất cả pháp đều như việc huyễn, đánh rốt ráo không, còn chẳng thể biết, huống nữa là có tuyên thuyết. Bấy giờ Đại Bồ Tát Vô Năng Thắng đi đến chỗ ấy, nghe rồi khen rằng: Hay thầy, hay thầy, chánh sĩ, đại sĩ, khéo cùng biện thuyết pháp môn sâu xa. Diệu Cát Tường vạn hỏi Vô Năng Thắng: Chánh sĩ, đại sĩ nói pháp gì? Bởi vì Bồ Tát chẳng nghĩ rằng ta là Bồ Tát chánh sĩ, đại sĩ, có thể vì hữu tình nói pháp sâu xa. Nếu kẻ nào phải nghĩ như thế, tức là hành hí luận. Lại nữa, Vô Năng Thắng, tự tánh của tiếng vang trong hang núi thật có thể phát ra lời nói, làm cho người nghe nhận biết luận nói các pháp chăng? Vô Năng Thắng đáp: Không. Diệu Cát Tường nói: Đúng vậy, tất cả các pháp đều chẳng thật, đều như tiếng vang, không danh không tướng, không thể nắm giữ. Đối với pháp đây mà chấp trước, tức là hành hí luận. Nếu hành hí luận thì trôi lăn trong sanh tử. Đối với tất cả pháp như tiếng vang, chúng sanh chẳng như thật biết, khởi lên các sự đấu tranh. Vì khỏi sự tranh đấu nên tâm bị dao động, khi tâm dao động thì tạo ra nhiều sự mê lầm tăng nên luân hồi trong các nẻo. Do vậy, ngày đêm Đức Thế Tôn đích thân dạy bảo các bí xô rằng: Này các bí xô, các ông chớ hành hí luận, đối với pháp tịch diệt mà ta đã dạy, các ông thường nên suy ngẫm, quán sát, thẩm xét cho đúng, tinh cần tu tập, vô đắc pháp nhẫn. Như vậy, Đức Năng Tịch Đại Thánh Pháp Vương nói bản tánh không của các pháp tịch tĩnh, không nhiễm không đắc, không chỗ nương trụ. Ai khéo như thật biết thì giải thoát sanh tử, nhất định sẽ chứng được Bồ Đề Niết Bàn. Sau khi nghe lời ấy, Lòng Cát Tường liền hỏi lại Diệu Cát Tường: Tôn giả giải thoát từ sanh tử nào? Diệu Cát Tường đáp: Ngài bảo Như Lai từ sanh tử nào mà được giải thoát? Đức Thế Tôn thập lực thường nói quá khứ vị lai hiện tại là pháp sanh tử. Lòng Cát Tường nói: Đức Thế Tôn há chẳng nói tất cả pháp đều như huyễn hóa sao? Như thế lẽ nào có hữu tình vốn đã chứng vô thượng bồ đề lại có sanh tử? Vì sao? Vì tôn giả cũng nói các pháp chẳng thật đều như huyễn hóa. Diệu Cát Tường nói: Từ xưa đến nay tôi đối với tánh tướng của pháp chưa từng tuyên thuyết, cũng chẳng phân biệt nắm giữ hay tạo tác. Vì sao? Vì tánh tướng của các pháp chẳng thể nêu bày, chẳng thể phân biệt, chẳng thể nắm giữ, chẳng thể tạo tác. Tất cả hữu tình đều như thật thấu rõ các pháp đều như huyễn hóa, thì lẽ ra đã chứng vô thượng bồ đề. Nhưng bởi hữu tình chẳng thấu suốt tất cả pháp đều như huyễn hóa, nên trôi lăn sanh tử trong các cõi. Như nhà huyễn thuật nêu vào bất cứ vật nào cũng làm ra được các vật huyễn hóa, đó là thế gian trời, ma vương, phạm thiên, đế thích, sa môn, bà la môn, phạm trí, các dòng dược xoa, a tố lạc, chúng người chẳng phải người, các loài ngu si mê chấp cho là thật có, huyễn sư, bậc trí đều biết không có thật tánh, chỉ có các thứ tướng hư dối biến hiện. Các pháp như vậy, tùy như huyễn như hóa, nhưng các loài hữu tình ngu si chẳng biết rõ, nên phi hữu cho là hữu, vô thường chấp là thường. Ở trong các pháp phân biệt đủ loại, như phân biệt sắc hoặc phân biệt tâm, hữu vi vô vi, hữu lậu vô lậu, vân vân, phân biệt đủ thứ như vậy. Do sự phân biệt đây nên đối với các pháp chẳng như thật biết đều như huyễn hóa, bởi chẳng biết nên luân hồi sanh tử. Nếu các hữu tình đối với tất cả pháp như thật biết rõ đều như huyễn hóa, thì đối với Phật pháp lại chẳng tăng trưởng. Vì sao? Vì các loài hữu tình bản lai đều có diệu pháp của chư Phật, tất cả đã có như vậy nên không thối lui Phật trí.
Do đó, các hữu tình đều có thể an lập nơi diệu pháp của Phật, tuệ giác không động, biết pháp tánh không, không danh không tướng, không nương không trụ, không lấp.